Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi mong muốn mang tới cho quý vị và các bạn các thông tin văn hóa, sức khỏe và tinh thần hữu ích nhất, đồng thời truyền tải các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp đến với quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Viên Quang Tích Âm Đức, thệ tử được cứu sống từ trong đại ôn dịch. Vào thời Bắc Tống, có một người tên là Trương Khánh, đảm nhiệm chức hữu quân tuần viện chuyên quản việc tư pháp. Trương Khánh luôn nghĩ cho người khác, giữ thân mình trong sạch, làm việc cẩn trọng, không hề khinh suất và thường đích thân mình đi làm mọi việc. Anh ta thường tự tay mình lau rửa các đồ dùng của phạm nhân trong nhà ngục. Vào những ngày nắng nóng như thiêu đốt, anh ta thường nói với phạm nhân rằng: con người phạm pháp bị bắt giữ vào đây, việc này không ai mong muốn như thế cả, nên mọi người phải chú ý vệ sinh, ăn uống ngủ nghỉ càng phải sạch sẽ và cẩn thận. Trương Khánh thích đọc kinh Phật và thường hay thành kính niệm kinh. Mỗi lần có phạm nhân lãnh án tử hình, anh ta thường ăn chay và niệm kinh cho người đó trong suốt một tháng. Vào năm Cảnh Hụ thứ tư, kinh đô xảy ra đại dịch. Thê tử của Trương Khánh qua đời vì bị nhiễm bệnh, nhưng 3 ngày trôi qua vẫn chưa mang đi chôn. Không ngờ là 3 ngày sau đó, Viên Thị đột nhiên tỉnh lại. Người trong nhà vô cùng kinh ngạc. Viên Thị kể cho người nhà nghe là cô đã nhìn thấy một người mặc y phục màu trắng, thân hình mảnh mai, nét mặt đoan chính và trang nghiêm nói chuyện với cô. Phu quân của cô một đời hành thiện, tích nhiều âm đức, con cháu sẽ có người được hưởng vinh hoa phú quý. Cô chưa có con cái, cô đến nơi âm gian này để làm gì? Giọng nói chưa dứt thì bàn tay của người mặc y phục trắng nắm lấy chân của cô và quăng cô ra khỏi chốn âm gian. Nhờ đó mà Viên Thị đã hồi tỉnh lại. Năm sau, Viên Thị hạ sinh một bé trai đặt tên là Hanh, ý tứ là hanh thông, thông suốt. 3 ngày sau khi Hanh được sinh ra, có một vị đạo sĩ vân du khắp nơi đi đến trước cửa nhà Trương Khánh. Trương Khánh nhiệt tình thỉnh mời ông vào nhà. Vị đạo sĩ ngồi xuống và nói với Trương Khánh: anh vốn không có con cháu nói giỏi, hôm nay ta vân du đến trước cửa nhà anh nghe thấy có tiếng trẻ nhỏ, không biết đứa bé đó có phải là con trai của anh không? Trương Khánh kể tường tận cho vị đạo sĩ về chuyện thê tử sống lại sau 3 ngày qua đời vì dịch bệnh. Vị đạo sĩ cảm thán nói: hóa ra là vậy, con người hành thiện, công đức vô lượng. Hôm nay ta nghe được tiếng đứa trẻ, cảm thấy kinh ngạc là anh không chỉ có con cháu nói giỏi, mà còn chúc mừng anh là con cháu sẽ liên tục ghi danh lên bảng vàng. Anh phải giữ vững tiết tháo để chờ đợi mà nghiệm chứng. Trương Khánh hưởng thọ 83 tuổi, cuối đời không chút bệnh tật. Con trai của anh là Hanh về sau đảm nhiệm chức quan võ, làm quan đến lục phẩm với chức phó sử nội tàng khố. Hanh có 6 người con đề tên lên bảng vàng vào năm Nguyên Lễ thứ 5. Con trai của Hanh có một đứa tên là Hồng. Hồng có 2 người con đều được đề tên lên bảng vàng. Tầng lớp sĩ đại phu thời đó đều ca ngợi chuyện nhà của Trương Khánh. Họ đều cho rằng đó là một câu chuyện vĩ đại. Người ta đều tin rằng ông trời bảo hộ người thiện lương, thiện ác hữu báo như hình với bóng, quả là không sai. Nghe ai hát câu dân ca quê mình, lòng gió ùa về thầm nhớ một miền quê. Tôi đã lớn bằng mồ hôi của mẹ, được mặt mặn lòng một bên sông quê, chân chân áo vải núi con đi xa, con hãy giữ nguyên nếp nhà. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài viết Vì sao tu tại gia là khó nhất. Tu luyện là gì? Người ta thường quan niệm rằng tu luyện thì phải xuất gia vào chùa, đoạn tuyệt thế sự, chịu khổ mà tu luyện như các đạo sư hoặc lạt ma Tây Tạng, ngồi thiền trên núi tuyết hay trong những hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống. Đây chỉ là hình thức tu luyện khác nhau mà thôi. Phật gia quan niệm trong mỗi người đều có cả Phật tính và ma tính.
Vậy nên Phật gia giảng tu thiện, ức chế ma tính, khơi gợi và phát triển Phật tính trong bản thân mỗi người. Khi các tâm không tốt bị ức chế cho đến khi mất đi, cũng là lúc con người đạt được sự thăng hoa về tâm linh. Vậy nên cũng nói, con đường tu luyện mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng là giới, định, huệ, loại bỏ những chủng nhân tâm không tốt thông qua các giới luật. Đạo gia giảng tu chân, khởi đầu từ làm người chân thật, cuối cùng trở thành chân nhân. Tu của đạo gia yêu cầu tâm cảnh đạt đến vô vi thanh tịnh, không vướng bụi phàm, nên thường yêu cầu độc tu nơi thâm sơn cùng cốc. Xuất hiện muộn hơn vào khoảng 2.000 năm trước, tại vùng đất nằm giữa Á và Âu, Chúa Giê-xu cũng truyền đạo pháp của mình. Tâm điểm của tín ngưỡng Kitô là tình yêu và tha thứ, đức tin, ý nghĩa của sự tồn tại và sự giải thoát dành cho con người. Niềm tin này đã ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống, đạo đức, văn hóa và con người phương Tây trong hàng ngàn năm sau đó. Dù khác biệt về hình thức tu luyện như tu tâm, tu thiện, tu thân, tu chân, đức tin, cứu rỗi, nhưng tự chung lại, việc tu luyện trong các tôn giáo đều xuất phát từ việc tu dưỡng đạo đức và tâm tính của con người. Tu luyện như một phần tự nhiên đã có sẵn trong huyết quản của nhân loại, bắt đầu từ làm người tốt theo giá trị đạo đức trong văn hóa truyền thống, sau đó con người dần dần tẩy tịnh thân tâm để đạt tới thăng hoa ở những cảnh giới cao hơn. Tu tâm chính là cốt lõi của tu luyện. Vậy vì sao tu tại gia lại là điều khó nhất? Con người sống trên đời, dẫu là ai, địa vị sang hèn ra sao, thì cũng chẳng thể thoát khỏi ba chữ danh, lợi, tình. Người tu luyện thời xưa thường lánh đời, đoạn tuyệt thế gian để thoát khỏi sự cám dỗ của danh, lợi, tình. Từ đó mới có thể tịnh tâm, thiền định, tu luyện. Khi những ràng buộc trong cuộc sống thế tục được buông xuống, cũng tương đương với việc môi trường xung quanh trở nên đơn giản hơn và những xung đột về nhân tâm giảm đi rất nhiều. Khi ấy tâm của con người sẽ trầm lắng hơn, dục vọng và cảm xúc sẽ được kiểm soát tốt hơn, giống như trong một môi trường hòa ái, không ai động chạm tới lợi ích của bản thân thì cũng chẳng có mâu thuẫn. Lúc này, điều lớn nhất con người phải đối mặt có lẽ chỉ là sự cô đơn. Khi con người phải bươn trải với mưu sinh trong xã hội thế tục, khi đối mặt với đủ kiểu người với những tính cách khác nhau, sự xung đột về lợi ích khác nhau mới dễ khiến lòng người dậy sóng. Nhưng có lẽ, với những người thân yêu nhất trong gia đình, khi sự ràng buộc về tình cảm, về mọi phương diện trong cuộc sống trở nên thân thiết, thì mối quan hệ ấy càng khiến con người phải hao tâm tổn sức. Bạn có thể không động tâm khi con cái ốm đau, khi cha mẹ già yếu bệnh tật, khi xung đột với người bạn đời. Những mối quan hệ thân thiết là những thứ quan trọng nhất đối với hầu hết mọi người chúng ta, cũng là điều chúng ta khó dứt bỏ nhất. Khi vào chùa tu luyện, con người có thể đoạn tuyệt hết thảy nhân duyên tại thế gian. Người thân cũng đều trở thành thí chủ xa lạ. Nhưng khi tu luyện giữa đời thường, họ cần phải làm tròn trách nhiệm của bản thân với vai trò là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, lại phải dốc tâm tu luyện, quả thực không phải là điều dễ dàng cân bằng. Nhưng kỳ thực tu luyện vẫn là tu tâm, buông bỏ sự tự tư, buông bỏ cái tình. Vượt trên cái tình ấy, người tu luyện sẽ xuất tâm từ bi. Khi ấy, họ không chỉ yêu thương những gì thuộc về bản thân mình, mà sẽ đối xử với hết thảy những người xung quanh như thể người thân của mình vậy. Người tu luyện đắc đạo cũng sẽ không vì tổn thương và lợi ích của cá nhân mình bị tổn hại mà quay lưng lại với gia đình, hay hành xử theo kiểu hơn thua ăn miếng trả miếng. Lòng từ bi của họ có thể hóa giải hết thảy nỗi oán hận và những mâu thuẫn, tranh đấu thiệt hơn, cảm hóa nhân tâm, dẫn dắt con người trở về với chính đạo. Vậy nên tu luyện giữa đời thường vừa có ích cho bản thân, vừa có ích cho xã hội. Hoàn cảnh khó khăn có thể khiến ngọc nát vàng tan, nhưng cũng sẽ mài giũa ra được chân bảo quý giá nhất. Dù tu luyện nơi đền chùa miếu mạo, ẩn tu nơi núi sâu rừng già, hay tu tại gia
tu luyện giữa đời thường cũng chỉ khác nhau về hình thức. Bản chất của việc tu luyện vẫn là tu tâm dưỡng tính, tẩy tịnh thân tâm. Dù ở đâu, nếu không đạt được điều này thì chỉ là công dã tràng. Điểm cốt lõi ấy qua hàng ngàn năm vẫn không hề thay đổi. Ôi, trở về trên bến sông xưa, tấm đã bạc vô cuộc đời vẫy chờ, tôi lại lưu lạc chốn này. Thời gian trôi như nước qua cầu. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Nếu các bạn yêu thích chương trình này, các bạn hãy chia sẻ chương trình với người thân và bạn bè của mình. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.